Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 11 âm lịch sẽ cực kỳ tốt lành đối với những con giáp này. Thứ nhất là tuổi Dần, thứ hai là tuổi Thìn, thứ ba là tuổi Tỵ, thứ tư là tuổi Mùi, thứ năm là tuổi Tuất và cuối cùng là tuổi Mão. Trong ngày hôm nay, những con giáp này sẽ gặp vận may bất ngờ, mua hàng được quà, ra đường gặp quý nhân, mọi sự định đang ấp ủ đều sẽ dễ thành hiện thực trong ngày hôm nay. Đầu tư 1 thì lời 10, người trong mộng thì đột nhiên chủ động ngỏ lời, nói chung là các bạn sẽ may mắn hết phần thiên hạ. Vì vậy, đừng để ngày hôm nay trôi qua một cách vô nghĩa, mà hãy tận dụng nó để bắt tay vào thực hiện những kế hoạch, dự định mà các bạn đã ấp ủ từ lâu. Tuổi Dần. Theo tử vi ngày 14 tháng 11 năm 2022 của 12 con giáp, người tuổi Dần có thể nhanh chóng gặt hái được thành công dưới sự thúc đẩy của tam hợp. Dù có gặp phải khó khăn đi nữa, xung quanh bạn cũng chẳng thiếu người chủ động vươn tay giúp đỡ. Công việc của người tuổi Dần có những điểm sáng rõ rệt trong ngày này. Bạn Dần đạt được những mục tiêu đã đặt ra, thậm chí có người tìm ra định hướng mới phù hợp với mình. Có cục diện tam hợp, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, đồng nghiệp, bạn bè luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn khắc phục khó khăn, thậm chí giới thiệu cho bạn những cơ hội giúp bạn khẳng định vị thế của bản thân mình. Với người làm công ăn lương, khi được phân công phụ trách những nhiệm vụ khó, bạn đừng vội từ chối. Hãy tin tưởng vào bản thân mình và mạnh dạn thử sức, có thể bạn sẽ phát hiện ra điểm mạnh mới của mình và tìm ra hướng phát triển mới mẻ trong tương lai. Với những người tham gia thi cử, bạn hứa hẹn gặt hái được những thành quả tích cực, cốt là bạn chịu chăm chỉ, bỏ công bỏ sức ra ôn luyện kỹ càng. Mộc sinh hỏa, những thành tích xuất sắc trong công việc là điểm cộng giúp người độc thân trở nên nổi bật hơn hẳn. Nhiều đối tượng ngưỡng mộ bạn và thật lòng muốn giữ quan hệ với bạn. Hãy cho người bạn đó thiện cảm và một cơ hội nhé! Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mão. Tử vi ngày 14 tháng 11 năm 2022 của 12 con giáp, sự khôn ngoan mà con giáp tuổi Mão có được trong ngày chính ấn tương trợ sẽ giúp ích cho bạn đáng kể. Công việc thuận lợi, đặc biệt với những người làm kinh doanh. Rất nhiều cát tinh hội tụ khiến cho đường tình duyên của người tuổi Mão khởi sắc trông thấy trong hôm nay. Dù là người độc thân hay đã tìm được một nửa kia, hạnh phúc cũng sẽ xuất hiện gõ cửa nhà bạn. Dù có chuyện gì thì người tuổi Mão cũng nhẹ nhàng cho qua được khi mà tính khí của họ trở nên ôn hòa hơn bao giờ hết. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để bản mệnh gia tăng sự kết nối với những người xung quanh, mở rộng mối quan hệ của mình. Dù có nhiều điều không như mong muốn xảy ra trong tháng này, nhưng nhìn chung thì sức khỏe của người tuổi Mão khá tốt, bạn không quá lo buồn về những điều phải đối mặt nhờ có tinh thần lạc quan và tích cực. Hơn nữa, thời gian này bạn biết quan tâm hơn đến sức khỏe của mình, hãy luôn dành thời gian để nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc quá sức, rèn luyện thể dục, thể thao, ăn uống điều độ để cơ thể luôn trong trạng thái lý tưởng. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Mão nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Mão để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Thìn. Tử vi ngày 14 tháng 11 năm 2022 âm lịch của 12 con giáp cho thấy thiên tài trợ vận, người tuổi Thìn có thể thu được một khoản bộn tiền trong ngày hôm nay. Đặc biệt nếu bạn đã chăm chỉ làm thêm các công việc tay trái thì đây là lúc bạn tận hưởng thành quả thuộc về mình. Một số người có cơ hội phát tài bất ngờ vào ngày hôm nay nếu tham gia xổ số, bốc thăm trúng thưởng. Hãy có cách sử dụng khoản tiền đó thật hợp lý, chớ tiêu xài hoang phí, kẻo cuối cùng lại của thiên trả địa mà thôi. Nếu có kế hoạch xuất hành trong hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Đông Bắc để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Đông Nam để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ.
Nhờ có tâm hội thúc đẩy, người tuổi Tỵ dễ dàng hòa nhập với tập thể trong hôm nay. Dù bạn mới bước chân vào môi trường mới đi nữa, bạn cũng không quá bỡ ngỡ mà nhanh chóng bắt kịp với mọi người xung quanh. Người làm ăn kinh doanh cũng làm quen được với những đối tác, khách hàng triển vọng. Bạn mệnh nên nhanh chóng hợp tác với đối phương để có thể đi trước đối thủ, thu được một khoản tiền khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 12 âm lịch, nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân, tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi. Hỏa sinh thổ, người tuổi Mùi còn độc thân, biết được đâu là nơi mà trái tim mình thuộc về. Con giáp này chẳng hề ngần ngại bày tỏ tình cảm với người mình thương. Sự chân thành của bạn ắt hẳn sẽ khiến đối phương vô cùng cảm động. Với các cặp đôi, quan hệ của hai bạn đang dần được hàn gắn sau những rạn nứt trước đây. Bạn biết trân trọng những gì mình suýt mất đi nên vô cùng trân trọng nửa kia. Ngược lại, nửa kia cũng tìm cách thấu hiểu bạn nhiều hơn. Chính tài phù trợ, chuyện tài lộc cũng có những điểm sáng đáng mừng. Bạn chăm chỉ suốt thời gian qua nên hiển nhiên sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức. Cấp trên sẵn sàng truyền thêm động lực và nhiệt huyết cho bạn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất. Người tuổi Tuất có thể đón nhận nhiều tin vui trong lĩnh vực sự nghiệp vào ngày này. Dưới sự phù trợ của tam hợp, bạn gặp được nhiều yếu tố thuận lợi khiến bạn bắt tay vào làm việc gì cũng suôn sẻ hơn người. Thiên tài ban phúc, người tuổi Tuất chẳng cần phải lo lắng chuyện tiền bạc trong hôm nay. Nhiều khoản đầu tư tưởng nằm im trước đó bỗng nhiên sinh lời khiến bạn cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Người làm buôn bán biết phát huy thế mạnh của mình nên nhanh chóng chiếm ưu thế trên thị trường. Bạn nhận được sự tin cậy của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tới tấp. Sự bận rộn đem lại cho bạn một khoản tiền rủng rỉnh. Hỏa sinh thổ, đường tình duyên hanh thông thuận lợi, nhờ thế mà những mâu thuẫn trong gia đình dần được hóa giải. Tình yêu sẽ thăng hoa sau những xung đột, bạn và người ấy dần hiểu và bao dung hơn cho nhau. Tiếc rằng, theo tử vi ngày 14 tháng 11 năm 2022 của tuổi Tuất âm lịch, tình hình sức khỏe của con giáp này có dấu hiệu suy giảm đáng kể. Có thể công việc bận rộn, các mối quan hệ xã giao rộng rãi khiến quên mất chuyện quan tâm đến cơ thể của mình. Do đó, dù đang ở bất cứ lứa tuổi nào thì bạn cũng cần phải cẩn thận khi tham gia giao thông và khi bắt tay vào công việc, đặc biệt là các công việc tay chân. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 11 năm 2022 âm lịch, tức thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2022 dương lịch, là ngày Giáp Ngọ, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày Giáp Ngọ thuộc hành kim khắc hành mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành hòa cục, xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão, tuyệt hợi. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!